khi bị cô nhân viên chặn lại vì thấy Trần Viễn hai tay đang vác hai cô. Thanh niên liền giải thích, cái gì mà dậu đổ bìm leo. Đây là bạn tôi. Tuy nhiên lời nói của Trần Viễn không có chút giá trị. Bởi vì thanh niên mang khẩu trang nên người nhân viên kia không nhận ra thanh niên chính là Yên Tổng. Vì lo lắng hai cô gái say rượu bị đàn ông lợi dụng cô nhân viên bước sấn đến giang rộng hai tay ngăn cản Trần Viễn lại. Không được, tôi không thể để anh đưa hai người họ đi được. Hai người họ đang trong tình trạng không tỉnh táo ai biết được anh có ý đồ gì không cô nhân viên hai mắt trở nên sắc bén và tỏ ra rất quyết tâm. Nếu anh cưỡng chế đưa họ đi khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát. Nghe tiếng ồn ào manh manh dù đang say bí tị vẫn cố ngóc đầu dậy nói. Cô là ai? Quản nhiều thể làm gì? Biết sự hoài nghi của cô nhân viên là hoàn toàn hợp lý, Trần Viễn liền tháo một bên khẩu trang ra để lộ gần hết khuôn mặt của mình. Cô nhân viên ngạc nhiên đến nổi không thể tin vào mắt mình. Cô đưa tay che miệng thốt lên. ối anh là... Yên Tổng. Trần Viễn ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt lúc này ngầu như trái bầu. Thanh niên trong mày nói với cô nhân viên kia. Biết là tôi, chắc cô cũng yên tâm rồi nhỉ. Hai người nhân viên cúi đầu sâu nhất có thể. Yên tâm rồi, yên tâm rồi, thực sự rất xin lỗi. Còn xem anh là người xấu, họ nói mà cả người không giấu được sự run rẩy. Trần Viễn Vác hai cô gái ra về, cô nhân viên nhìn theo bóng lưng thanh niên trầm trồ. Lâm Tổng ngoài đời quả thực còn đẹp trai hơn trên ảnh nữa. Cô để tay lên ngực thầm ao ước, nếu người anh ấy vác đi là mình thì tốt biết bao không biết trong lòng đang nghĩ gì mà hai má cô nhân viên bỗng dưng đỏ ửng lên như hai quả cà chua cô ta cứ đứng im lặng lặng nhìn theo bóng dáng trần viễn cho đến khi mọi thứ khuất xa chiếc xe lao nhanh trên đường đưa cả ba về khu nhà cao tầng lúc này trời cũng đã khá khuya mọi thứ đều trở nên yên ắng thanh niên đưa manh manh về phòng trước cô ta say đến bí tỉ nên dù có để đâu cô cũng chẳng hay biết gì trần viễn vừa đặt xuống thì manh manh đã ngủ ngay lập tức tiếp theo thanh niên bế triệu ngọc kỳ sang một phòng khác tuy đã rất say nhưng trong ánh mắt mơ hồ triệu ngọc kỳ vẫn nhận ra được người đang bế mình chính là trần viễn cô nghĩ thầm hử ừ, xảy ra chuyện gì thế tuy không nhớ nổi mình đã uống say như thế nào nhưng trong trí nhớ của một người say lúc này triệu ngọc kỳ vẫn muốn được trao cái ngàn vàng cho trần viễn cô nhìn trần viễn chăm chăm rồi tự nhủ trần trần viễn đến rồi sắp đến rồi cuối cùng mình cũng sắp được phát sinh quan hệ với trần viễn rồi nghĩ đến đây hai má cô đỏ ửng lên một cách bất thường bình thường mong muốn này đã có trong suy nghĩ triệu ngọc kỳ bây giờ khi say mong muốn ấy càng cao hơn. Tuy nhiên trong lòng cô cũng không khỏi lo lắng. Không biết sẽ có cảm giác gì, lần đầu tiên có phải rất đau không? Trần Viễn bế cô đến bên cạnh một chiếc giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống. Triệu Ngọc Kỳ cứ thuận thế nằm xuống để lộ một thân hình hoàn mỹ của mình. Miệng cô cũng không ngừng ư lên mấy tiếng. Chẳng những Triệu Ngọc Kỳ có ham muốn của riêng mình. Trần Viễn cũng không ngoại lệ. Thanh niên nhìn cảnh này thì nuốt nước bọt ứng ực nghĩ thầm. Trời cao không phụ người có lòng, kết nối với bao nhiêu đối tượng rồi, hôm nay cuối cùng cũng được đột phá tiến triển mới rồi lúc này trần viễn vô cùng hào hứng trước sự đột phá mới hai má thanh niên cũng đỏ bừng khi suy nghĩ đến những cảnh tượng sắp diễn ra nhưng chỉ mấy giây sau trần viễn lại cảm thấy mình làm như vậy rất bỉ ổi nhân lúc người ta khó khăn mà lần tới thì rất không quân tử tuy nhiên suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt may mà mình không phải quân tử he he thanh niên đang chuẩn bị hành sự thì bất thình lình có bàn tay ai đó đang bật sáng đèn ngủ kế bên triệu ngọc kỳ là một cô gái cũng mở lem hết nước chấm cô ta từ từ ngồi dậy dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ anh trần viễn anh về rồi à Trần Viễn lúc này rơi vào trạng thái đứng hình, cứ lần nào thanh niên sắp được ăn thì lại phải ối ngược trở ra,